Trong chương trình này sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Ukraine nói tuyến đường sắt nga krum sắp hoàn thành. Tuyến phòng thủ phía đông Ukraine lâm nguy trước các đợt tấn công của Nga. Palestine muốn thúc đẩy bỏ phiếu về tư cách thành viên đầy đủ tại Liên Hợp Quốc. Ngay sau đây là nội dung chi tiết. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Tờ Telegraph ngày 2 tháng 4 dẫn thông tin từ lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine, Kirill Budanov cho biết, Moscow sắp hoàn tất xây dựng tuyến đường sắt nối từ thành phố Rostov-on-Don của Nga đến thành phố Sevastopol ở bán đảo Crimea. Phát biểu trên đài truyền hình Ukraine, ông Budanov cho biết, Nga đã xây tuyến đường sắt trong hơn một năm nay để kết nối với các vùng lãnh thổ mà lực lượng Moscow đang kiểm soát ở miền nam Ukraine. Ông Budanov nói, quá trình này gần như đã hoàn tất và nó có thể gây ra vấn đề nghiêm trọng. Lãnh đạo cơ quan tình báo Ukraine cho biết, Kiev có thể giải quyết vấn đề này, song không nêu chi tiết. Ông nói, tôi hy vọng bằng cách nào đó, chúng tôi có thể xử lý được phần đường sắt trên đất liền. Mọi người đều đã có kinh nghiệm và điều này dễ hơn vấn đề ở cầu Crimea. Tuyến đường sắt do Moscow lên kế hoạch xây dựng nhằm nối thành phố Rostov-on-Don và Crimea với mục tiêu thay thế cho việc lưu thông từ Nga đến bán đảo Crimea thông qua cầu Crimea, tức cầu Kerch. Ukraine thường xuyên tấn công và hai lần gây thiệt hại nghiêm trọng cho cầu Crimea kể từ khi cuộc xung đột bùng phát. Giao thông trên bộ và đường sắt qua cây cầu này liên tục bị gián đoạn. Tuyến đường sắt đi qua nhiều lãnh thổ quan trọng ở Ukraine đang do Nga kiểm soát, bao gồm Donetsk, Mariupol và Berdyansk. Hãng thông tấn TASS dẫn phát biểu của Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng Moscow sẽ tiếp tục khôi phục tuyến đường sắt trên. Ông Putin nói, tôi được thông báo rằng đường sắt từ Rostov-on-Don đến Donetsk, Mariupol và Berdyansk đã được khôi phục. Chúng tôi sẽ tiếp tục công việc này và sớm thôi, các chuyến tàu sẽ đi thẳng đến Sevastopol. Đây sẽ là một con đường khác thay thế cho cầu Crimea. Ông Yevgeny Balitsky, người đứng đầu Zaporizhia do Nga bổ nhiệm cho biết, bằng cách xây dựng một tuyến đường sắt, chúng tôi sẽ giải quyết được các vấn đề quân sự. Và quan trọng hơn, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề xuất khẩu ngũ cốc, quạng sắt, than đá và các mặt hàng khác. Ông Balitsky cho biết, tuyến đường sắt mới được Tổng thống Putin đề cập sẽ đi theo hướng khiến nó ít bị ảnh hưởng bởi pháo kích của Ukraine hơn. Ông Balitsky cho biết, công việc xây dựng tuyến đường sắt dự kiến hoàn thành vào cuối mùa hè. Việc tiếp cận Crimea là nguồn gốc của những vấn đề lớn đối với điện Kremlin cho đến khi cây cầu Kursk dài khoảng 20 km trị giá hàng tỷ đô la Mỹ nối liền Crimea với bờ biển đen của Nga được khánh thành vào năm 2018. Cây cầu là huyết mạch tiếp tế chính cho quân đội Nga ở miền nam Ukraine, cho phép họ nhanh chóng triển khai binh sĩ và đạn dược từ miền nam nước Nga tới tiền tuyến. Ukraine đã tấn công cầu Kursk nối Nga với Crimea nhiều lần kể từ khi xung đột nổ ra và mô tả cơ sở hạ tầng này là mục tiêu hợp pháp, tuyên bố sẽ tấn công bất cứ khi nào có thể. Một cuộc tấn công lớn vào cây cầu hồi tháng 10 năm 2022 khiến nó bị phá hủy một phần. Giao thông đường bộ và đường sắt qua cầu cũng thường xuyên bị gián đoạn do có nguy cơ xảy ra các cuộc tấn công tiếp theo. Cuộc xung đột tại Ukraine đang xuất hiện những diễn biến mới khi thời tiết chuyển sang giai đoạn ấm áp hơn. Phân tích của Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK công bố ngày 1 tháng 4 cho thấy Nga có thể tái định hình các nỗ lực quân sự để tập trung tấn công mạnh mẽ vào phần phía tây của tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine. Nếu điều này thực sự diễn ra, sự thay đổi mang tính chiến lược đó có thể cho thấy cách tiếp cận hẹp hơn nhưng mạnh mẽ hơn của Nga trong tương lai gần. Theo ISVK, khu vực xung quanh Avdiivka, thành phố quan trọng dọc theo chiến tuyến ở tỉnh Donetsk, hiện đã nằm dưới sự kiểm soát của Nga, nhiều khả năng sẽ trở thành tâm điểm của hoạt động quân sự tăng cường. Suy đoán này được củng cố bằng việc Nga đã triển khai một số lượng lớn tiểu đoàn xe tăng, báo hiệu quyết tâm thực hiện các hoạt động tấn công quyết liệt trong khu vực. Không thể phủ nhận vai trò chiến lược của Adipka và các vùng lân cận. Adipka nằm ở giao điểm quan trọng, vì thế bất cứ chuyển động nào của Nga tại thành phố này cũng đều được xem xét kỹ lưỡng để tìm ra manh mối về chiến lược rộng lớn hơn. Đánh giá của ISVK thu hút sự chú ý vào cuộc xung đột ngày 30 tháng 3 khi quân đội Ukraine được cho là đã đẩy lùi cuộc tấn công cơ giới lớn của Nga. Đây là cuộc tấn công cơ giới lớn đầu tiên mà Nga thực hiện sau khi giành quyền kiểm soát Adipka với việc triển khai 36 xe tăng và 12 xe chiến đấu bộ binh. Giao tranh diễn ra gần làng Tonenke phía tây Adipka. ISVK cho biết quân đội Ukraine đã phải huy động các nguồn lực mạnh mẽ để chống lại cuộc tấn công của Nga và đạt được một số thành công bước đầu. Theo ISVK, việc Ukraine chống lại cuộc tấn công quy mô lớn như vậy một cách hiệu quả là minh chứng cho khả năng phục hồi và sự nhạy bén trong chiến thuật của Kiev. Tuy nhiên, Ukraine vẫn cần được cung cấp thêm nhiều đạn dược và vũ khí hơn để có thể đạt được những bước tiến đáng kể. Trong khi sự chú ý đang tập trung vào khu vực Donetsk, tình hình trên toàn bộ chiến tuyến vẫn phức tạp và thiếu ổn định. Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Sisky cho rằng nhiều khả năng Nga sẽ tấn công ở những khu vực khác, trong đó có việc gia tăng hoạt động xung quanh Kharkov. Tuy vậy, ISVK lưu ý, khả năng của Nga trong việc tiến hành các cuộc tấn công quy mô lớn trên nhiều khu vực có thể bị hạn chế đáng kể. Tổng thống Ukraine Zelensky đánh giá tình hình trên chiến trường đang có sự ổn định, song ông vẫn cảnh báo trước các cuộc tấn công tiềm tàng của Nga dự kiến diễn ra vào cuối mùa xuân hoặc đầu mùa hè. Tình báo Quốc phòng Anh và nhiều blogger quân sự dẫn các nguồn tin trên thực địa cho biết một phần tuyến phòng thủ quan trọng của Ukraine ở mặt trận phía đông dường như đã rơi vào tay Nga trong tuần qua. Tuyên bố của Anh được chia sẻ trên mạng xã hội X trước kia là Twitter cho biết các lực lượng Nga đã duy trì tiến độ dần về phía tây Adipka. Vào cuối tháng 3 năm 2024, họ gần như giành quyền kiểm soát hai ngôi làng Tonenke và Olipka và hiện đang tiếp tục nỗ lực chiếm giữ các ngôi làng khác trong khu vực. Mặc dù các ngôi làng này có ít tầm quan trọng chiến lược, nhưng chúng hợp thành một phần của tuyến phòng thủ mà Ukraine phải gắng sức rất nhiều để giữ vững sau khi bị buộc phải rút lui khỏi Adipka sự thất bại của Ukraine tại Adipka khoảng một tháng sau các cuộc giao tranh kéo dài không chỉ cho thấy quyết tâm của Moscow mà còn thể hiện sự thiếu vững chãi của tuyến phòng thủ nước Nga. Cơ quan tình báo Anh cho biết thêm, Nga có một số lượng lớn binh sĩ và đạn dược trong khu vực, nhiều hơn đáng kể so với Ukraine. Ước tính Moscow có thể bổ sung thêm 30.000 binh sĩ mỗi tháng. Đánh giá của Anh đã cho thấy tính chất đặc biệt nghiêm trọng về tình hình của Ukraine vào thời điểm mà triển vọng của Kiev trong cuộc xung đột ngày càng ảm đạm. Một số dấu hiệu khác cho thấy tình hình ngày càng ảm đạm của Ukraine xuất hiện khi các blogger quân sự cho biết Nga đã đạt được những bước tiến đáng kể về phía Chasovya, thành trì chính của Ukraine bên ngoài thành phố Bakhmut mà Moscow đã chiếm được sau một trận chiến kéo dài nhiều tháng. Quan sát viên thường trực của Palestine tại Liên hợp quốc, ông Rita Mansour cho biết chính quyền Palestine đang muốn thúc đẩy cuộc bỏ phiếu tại Hội đồng Bảo an trong tháng này nhằm công nhận tư cách thành viên đầy đủ tại cơ quan Liên Hợp Quốc. Ông Mansour đã nêu rõ Palestine muốn đưa vấn đề trên ra thảo luận tại Hội đồng Bảo an trong cuộc họp cấp bộ trưởng về Trung Đông vào ngày 18 tháng 4, song kế hoạch chi tiết về cuộc bỏ phiếu vẫn chưa được lên lịch. Ông nói thêm, Palestine đã đệ đơn đăng ký là thành viên đầy đủ của Liên Hợp Quốc vào năm 2011. Tuy nhiên tới nay, hồ sơ vẫn đang chờ xử lý vì Hội đồng Bảo an gồm 15 thành viên vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức. Ông khẳng định bên cạnh nỗ lực chấm dứt xung đột, sức ép toàn cầu ngày càng gia tăng đòi hỏi phải nối lại nỗ lực thúc đẩy giải pháp hai nhà nước với một nhà nước Palestine độc lập cùng tồn tại song song với Israel. Để trở thành thành viên đầy đủ của Liên hợp quốc, cần phải được sự chấp thuận của Hội đồng Bảo an nơi Mỹ có quyền phủ quyết và sau đó cần ít nhất 2 phần 3 trên tổng số 193 thành viên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc bỏ phiếu thông qua. Phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc hiện vẫn chưa đưa ra bình luận chính thức trước thông tin này. Một ủy ban của Hội đồng Bảo an đã đánh giá đơn đăng ký của Palestine vào năm 2011 trong vài tuần. Tuy nhiên, ủy ban này đã không đạt được quan điểm nhất trí và Hội đồng Bảo an chưa bao giờ bỏ phiếu về nghị quyết công nhận Palestine trở thành thành viên đầy đủ. Vào thời điểm đó, các nhà ngoại giao cho biết Palestine không có đủ sự hỗ trợ trong Hội đồng Bảo an để buộc Mỹ bỏ quyền phủ quyết vì Washington tuyên bố phản đối động thái này. Một nghị quyết để được thông qua cần ít nhất 9 phiếu thuận và không có ủy viên thường trực nào phủ quyết, gồm 5 nước: Mỹ, Nga, Trung Quốc, Pháp và Anh. Sau đó, ngày 30 tháng 11 năm 2012, Đại hội đồng Liên hợp quốc đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết nâng cấp quy chế cho Palestine từ thực thể quan sát viên lên nhà nước quan sát viên. Trong diễn biến liên quan, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã hoan nghênh việc chính quyền Palestine thành lập nội các mới. Trong cuộc điện đàm với Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas, Ngoại trưởng Blinken khẳng định Mỹ mong muốn hợp tác với nội các mới của chính quyền Palestine để thúc đẩy hòa bình, an ninh và thịnh vượng, đồng thời kêu gọi thực hiện các cải cách cần thiết. Ông Blinken nhấn mạnh một chính quyền Palestine được hồi sinh là điều cần thiết cho người dân Palestine ở cả bờ Tây và giải Gaza. Ngoại trưởng Mỹ cũng cho biết Mỹ sẽ hối thúc Israel bảo vệ dân thường ở Gaza, nỗ lực tìm kiếm một giải pháp chính trị cho cuộc xung đột tại giải đất này. Trong khi đó, Tổng thống chính quyền Palestine Mahmoud Abbas bày tỏ lo ngại về khả năng Israel mở cuộc tấn công vào Rafah, nơi có hơn một triệu người Palestine đang trú ẩn. Ông Abbas cũng kêu gọi Mỹ can thiệp sau những động thái gần đây của Israel nhằm tăng cường sự hiện diện của người định cư ở bờ Tây. Trong bối cảnh đó, Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez cho biết nước này sẽ công nhận nhà nước Palestine vào tháng 7 năm nay và tin tưởng sẽ có nhiều quốc gia thành viên khác trong Liên minh châu Âu-EU công nhận nhà nước Palestine. Thông báo này được đưa ra khi ông Pedro Sanchez có mặt tại thủ đô Amman của Jordani trong khuôn khổ chuyến công du ba nước Jordani, Qatar và Ả Rập Xê Út. Thủ tướng Sanchez đồng thời cũng đã bày tỏ hy vọng cuộc xung đột hiện nay giữa phong trào Hamas và Israel tại giải Gaza sẽ được giải quyết. Trước đó, Thủ tướng Sanchez cho biết ông đã nhất trí với các nhà lãnh đạo Ireland, Malta và Slovenia về việc thực hiện các bước đi đầu tiên hướng tới công nhận nhà nước Palestine, bao gồm khu bờ Tây và giải Gaza mà Israel chiếm đóng. Vào tháng 11 năm ngoái, tại cuộc họp ở Tây Ban Nha, các nước Ả Rập và EU cũng đã nhất trí cho rằng giải pháp hai nhà nước là lời giải cho cuộc xung đột hiện nay giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel.